Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ chứng minh, kính thưa quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay lại một lần nữa con được đầy đủ nhân duyên được lên đây chia sẻ về kinh nghiệm tu học của bản thân và học theo những lời Đức Phật dạy. Và sáng hôm nay con xin được trình bày một đề tài về những kỷ niệm về đời tu cho đại chúng có những bắt đầu một ngày mới đầy niềm vui và năng lượng của tình yêu thương. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi lên đây con không biết mở đầu như thế nào nên con đang ngồi ăn thì chợt nhớ ra, chợt nghĩ ra bốn dòng thơ như sau: cuối tuần kể chuyện vui vui, bắt đầu ngày mới đẩy lui muộn phiền, vì tâm nuôi dưỡng chất thiền, xóa tan bóng tối não phiền vô minh. Khi xuất gia tới giờ con cũng xin kể cho mọi người rất nhiều kỷ niệm vui và trong đời tu của người xuất gia, và con có rất nhiều kỷ niệm thì hôm nay con sẽ kể cho mọi người nghe. Vào một ngày đẹp trời, thầy Tâm Thọ có chạy lên nói với con là thầy Tâm Trịnh ơi, ngày mai lúc hơn 10 giờ sẽ có một đám ma vào trong chánh điện của chùa mình. Và chính ngày đó cũng là ngày khó tu một ngày, rất nhiều công việc. Và thầy Thọ có nói với con rằng gia đình ấy phát tâm cúng dường 3 triệu tiền trái cây nhờ con mua giùm. Và con mới không xài điện thoại nên con mới nhờ thầy Bằng đặt trái cây giùm. Mà có tu một ngày con lại qua phụ tụng kinh và giám lục trong tòa nhà. Và chạy qua chạy lại đợi tới trái cây, mà sao đợi hồi sắp tới đám ma rồi, mà con đợi tới 11 giờ kém rồi sao chưa thấy trái cây nhau. Con mới nhờ người điện giùm cho thầy Bằng. Thì thầy Bằng hỏi, mới nói rằng người ta giao rồi. Ông coi nói với con là chạy xuống dưới bếp coi thứ dưa có chở xuống dưới bếp không, đợi cứu bản tình hình, nếu không thì không biết hay làm sao đó. Thì con mới trên chánh điện chạy vội vàng xuống nhà bếp thì thấy 3 triệu tiền dưa vừa tươi vừa ngon, nó lại nằm sẵn trên bàn hết rồi. Và dưa đã xẻ xong ngon lành. Không ngờ 3 triệu tiền dưa chưa đó đã nằm trên bàn gọn gàng. Thì con mới hỏi sư đệ Tâm Chất, nói tại sao dưa ta cúng đám ma với thầy Thật là biết giờ tính sao. Thì Tâm Chất mới nói con rằng thì giờ xẻ rồi thì ăn chứ làm sao. Bắt đầu con mới lên lúc 10, gần 11 giờ đám ma vô trong chánh điện, rồi trái cây cũng không, dưa cũng không thấy. Bắt đầu người ta mới nói với thầy Thật, thầy làm ăn gì kỳ quá. Bắt đầu phiền thầy Thật, rồi thầy Thật mới cũng xuống nói với con, nhưng mà giờ biết làm sao. Rồi con với thầy cũng nhìn nhau cười, chứ biết làm gì nữa. Cũng có một ngày gần đây, bỗng sư tổ của mình trên chánh điện tự nhiên đông mất tiêu. Và con cứ nghĩ rằng anh em bê tượng sư tổ qua chùa Sư Bà Giác, lúc này Sư Bà Giác đã tịch rồi, con cứ nghĩ là đem qua bên đó làm lễ. Thì khi được 2-3 ngày rồi, mọi người lên xá tổ lúc tụng kinh hỏi tổ đâu rồi, con cũng cười cười. Rồi thầy Điều, thầy Trường cứ nhìn con, mà con cứ nghĩ là quý thầy giỡn con không à. Rồi bắt đầu con nói chắc sư tổ, chắc biết sư bà giác tịch hay sao, đi qua bên nhà, bên chùa sư bà mà. Mà vài ngày sau sư tổ cũng chưa thấy về. Con biết, con mới suy nghĩ vào trong chánh điện lấy gì đáng giá không lấy, lấy sư tổ làm gì trên ly cho nặng mệt. Bắt đầu vài ngày sau, cái một buổi chiều, con mới thấy một chiếc xe chở sư tổ vào. Và con mới hỏi là dạ chú, cái sư tổ này chú lấy đi sửa lại đúng không? Chú nói dạ phải.
chúng cùng hỏi chú của là ai nhờ chú sửa. Bắt đầu chú nó mới nói dạ thầy Tâm Bằng nhờ con đi sửa. Trời đất ơi, bao nhiêu người nào có thầy trường không ai biết hết, thầy Bằng lấy tượng sư tổ đi sửa có một mình âm thầm lặng lẽ không nói cho ai biết hết. Rồi một sáng đẹp trời, con lâu trong chánh điện, có một cô Phật tử đó vào trong chánh điện lễ Phật thật là sớm. Cổ mới hái trong vườn của mình về, gọi là rất nhiều xoài thái, cái nào cái nấy cũng to to mà. Cổ mới nói với con, thầy cho con mượn cái khay cái gì đó để con dâng lên cúng Phật. Và dâng lên cúng Phật, con khi vào xuống trai đường dùng điểm tâm sáng xong thì con lên trên chánh điện, thì trời ơi, cái gì đó, khay xoài thái to bao nhiêu trái nó bay hết tiêu. Con nhìn mà con ngơ ngác, không biết tại vì sao, đâu phải thời gian lâu đâu, chỉ mới có vài ba phút và hơn nửa tiếng à, mà giờ dĩa trái cây nó đi nó mất tiêu rồi. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn cái khay đỡ dưới đất, còn xoài đi đâu thì tới giờ con cũng chưa biết nó đi về đâu. Và một ngày nữa thầy Tâm Bá có mua bức tượng Phật Bổn Sư Thích Ca gửi trên chánh điện cho con để ít bữa nữa thầy đem về. Nhưng mà lúc con lên 2-3 ngày đầu thì tượng Bổn Sư vẫn ngồi đó uy nghiêm. Nhưng mà tới chiều con lên thì hỏi bức tượng đâu rồi, hỏi mọi người trên chánh điện, mọi người cũng nhìn con, hỏi cũng không ai biết. Hỏi thầy Bá đã lấy tượng về chưa, thầy cũng la, thầy nói con chưa lấy. Rồi thế là từ đó bức tượng Bổn Sư không cánh mà bay, không biết giờ ngài đi về phương trời nào rồi. Và cứ như vậy, lần sau có cô Phật tử đó nhờ con gửi trong chánh điện bức tượng Tam Thánh bằng đá rất là nặng. Mà lúc này đang dỗ tổ vừa xong thì có mấy chậu lan rất là lớn, vô tình sáng hôm đó con mới leo lên lâu các vị La Hán, thì con mới vô tình phát hiện được có một chú này là lúc trước con nghi là anh là lấy trộm cái bức tượng Bổn Sư bữa trước. Chú mới phi thẳng lên trên bàn Phật và bê bức tượng đi. Nhưng mà chú thì ốm, bức tượng này bằng đá rất là nặng, chú bê không có nổi. Cái bắt đầu con mới nhìn xuống và con chạy xuống, con hỏi là chú làm gì đó. Bắt đầu chú ngại ngại, nói chú lại chú nhìn Phật, nhìn Phật mặt da muốn chết. Con đứng trên phía trên là con nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng, chú lại rinh ông Phật đi. Nhưng mà may bằng đá nặng quá, rinh không nổi, chứ gặp như bức tượng bữa khác là mất rồi. Rồi trái cây chân trên bàn Phật, nguyên một dạng trái cây mới mua về, đang chân rất là đẹp. Mà con còn nhớ chính là buổi diễn ở ngoài Bắc gửi vô chân Tết. Mới chân lên nguyên một hàng buổi diễn mấy tầng đang vàng ươm rất là đẹp. Con vừa đi xuống xong đi lên tự nhiên bốc hơi mất mấy trái. Bắt đầu hỏi các cô chánh điện buổi diễn đâu sao mất mấy trái rồi. Mấy cổ mới nói là dạ con thấy chú đã lấy, nhưng mà con lại nói thì chợ chú đánh. Bắt đầu không dám nói. Vậy rồi con mới lần sau con lên và con thấy chú này hay là chú biết phải chú này không, con lại bốc bữa diễn đi. Con mới hỏi chú, hỏi chú vào chùa chú lễ Phật rồi trái cây của chùa, rồi chú đã xin quý thầy chưa mà chú lấy như vậy. Chú mới nói rằng dạ con xin Phật rồi. Con nói dạ Phật ngồi im trên đó, dù chú có xin Phật, Phật cũng im ru à, Phật có nói tiếng nào đâu. Rồi một buổi sáng mới chưa tới giờ tụng kinh, nhưng mà con nghe chuông báo là đến giờ tụng kinh. Anh em huynh đệ quý thầy rất là ngạc nhiên, không biết là ai đánh cái chuông này. Thì thầy Huyền cũng đi tìm,
anh em con cũng không biết là ai đánh, nó đi hỏi là sư đệ nào đánh. Bắt đầu lúc này mọi người mới hỏi, thì vài ngày sau mới tìm ra người đánh tiếng chuông này. Và khi đánh chuông thì sư đệ Tâm Đông chui vào phòng khách trốn trong đó luôn. Mọi người đi tìm muốn chết, tìm không ra. Ít ngày sau sư đệ mới nói, tại vì đánh chuông nhầm nên sợ quý thầy la, nên khi hỏi ra trốn luôn trong đó luôn, không có mò đầu ra. Nhiều chuyện vui muốn chết. Rồi có lúc con cũng rơi vào tình trạng đồng hồ hết pin, mà con không biết rằng nó hết pin nữa. Bắt đầu sáng cái con lên mới con mở mắt ra, con nhìn thấy đã ba gần 3:30 rồi. Con lên chánh điện, con mở cửa rồi thay hương đăng trên đó, rồi xong rồi con mới nhìn lên đồng hồ trên vách tường. Ai ngờ lúc này mới 2 giờ. Bắt đầu đỡ cửa chánh điện rồi về phòng ngủ giấc nữa, tính tiếp. Rồi cũng có nhiều chuyện rất là vui, và đó là những kỷ niệm vui mà trong cuộc đời tu để chúng ta lấy đó làm những kỷ niệm và những hành trang để chúng ta thấy được niềm an lạc khi ở chùa. Nếu mà chúng ta ở chùa mà không có niềm vui, không có hạnh phúc, thì chúng ta sẽ vọng cầu và tìm những hạnh phúc bên ngoài. Và con còn nhớ kỷ niệm ngày xưa với vị sư phụ không cho ăn mì đâu ạ. Và ăn thì rất là khó. Và lúc này vào khoảng chiều, thì tại vì làm việc nhiều nên đói bụng. Lúc này sư phụ đi ngang qua, và thế là sư phụ hỏi cái gì mùi gì thơm thơm thế. Bắt đầu gặp sư phụ xong rồi tu mì, mấy con đẩy xuống phía dưới phía đơn đó. Nhưng mà sư phụ cũng biết rồi, sư phụ nói thôi thầy biết rồi, ăn đi. Và ngày xưa con còn nhớ một kỷ niệm là thời thầy Sáu. Thầy Sáu nó rất là nghiêm, mà lúc này thầy không cho ăn uống hay là uống trà trên phòng đâu. Bắt đầu lúc này khoảng mùng 2 Tết thì quý thầy con mới xuất gia được mới cả 2 tháng. Bắt đầu quý thầy mới nói tâm trịnh, dạ con mới mô Phật dạ thầy, mới nói con nhờ con xuống mời thầy Sáu lên đón ăn Tết cho vui. Mà lúc này thầy Sáu đang đi làm ở dưới này nè, đi lọ mọ. Con cũng thiệt tình, con mới xuống dạ mô Phật bạch sư ông. Mà con hồi xưa con khờ lắm, con có nghĩ sư ông là thầy sư phụ không à. Mà sau này con mới biết là sư ông là đệ tử sư phụ. Bắt đầu cái con nói dạ sư ông, quý thầy mời sư ông lên phòng uống trà rồi chúc Tết. Bắt đầu lên, mà lúc này quý thầy uống trà ăn bánh đồ vui lắm. Bắt đầu khi thấy sư ông lên một cái bỏ chạy hết ráo. Bắt đầu quý thầy mới nói con, trời sao khờ quá vậy. Quý thầy nói giỡn thôi mà, đi mời sư ông lên thiền, nên rất nhiều kỷ niệm vui. Còn lúc mà tập sự xuất gia thì con có làm bên công trình. Lúc đó con có làm với thầy Tâm Ngân, mà ngày xưa mình có tời cái máy, mà máy tời lên tời xuống đó. Thì khi mà thầy Tâm Ngân tời nguyên một giỏ gạch lên lầu 3, thì ngày xưa thường thầy Tâm Ngân mới nói con, anh em con nói con lúc đó chưa xuất gia, nói chú đu lên cái dây này nè, thầy tời lên trên tàu 3 cho nhanh, khỏi đi mất công. Vừa tời con lên xong, con vừa bước vô trong, xuống phía dưới móc một giỏ gạch tiếp theo lên tới lầu 3, đứt dây rớt xuống cái bệnh. Trời thần ơi, con nói may mà giỏ gạch rớt, chứ con rớt từ lầu 3 xuống chắc giờ con không còn ngồi đây nói chuyện với vị đâu, giờ chắc cỏ lại xanh ngò. Cũng may cho mình, nhiều chuyện rất là hy hữu. Còn con nhớ thầy Triệu có một lần ra trước làm lễ đài để chuẩn bị cho khó tu, hình như là viết Di Đà hay sao, con nhớ như vậy đó. Mà khi leo lên thì nhà giáo nó bị gì đó,
thầy mới rớt. Nhưng mà thầy còn tay còn móc tùng tan vô hai viên gạch. Trời, lúc là nhiều chuyện nó nguy hiểm vô cùng. Rồi ngày xưa dàn giáo ở trên thường làm công trình thì phía trên, rồi không may rớt xuống rất là nguy hiểm. Chính điều này chúng ta cần phải cẩn thận trong việc làm. Quý vị Phật tử, chúng ta về mái chùa còn pháp này, làm sao hàng ngày chúng ta phải nuôi dưỡng tâm Bồ Đề và phải biết sống yêu thương hòa thuận lẫn nhau. Quan tính biết là làm người khó có những, tại vì cũng là con người, là phàm, nên hàng ngày chúng ta đang tu và sửa, nên chúng ta phải cố gắng để bỏ qua những lỗi lầm cho nhau. Và tại vì vòng đời đã lắm nhiều những xô bồ rồi, nên chúng ta vào chùa chúng ta làm sao để có những sự bình yên trong những giây phút tu tập mỗi ngày. Dòng đời cứ mãi xô bồ, nhành dương rưới nước cam lộ thanh lương. Mỗi người tuy ở mỗi phương, cùng nhau tu tập tỏa hương đẹp đời. Kính chúc quý thầy, quý Phật tử có một ngày tu an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.